của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa cả nhà, đề tài về cái sự việc Hoa hậu và của bộ phim Đất rừng Phương Nam vẫn là một đề tài mà đã được đại biểu Quốc hội lên tiếng ngày hôm qua. Tuy nhiên thì ngày hôm nay lại có bất ngờ xảy ra khi có một đại biểu Quốc hội khác có một câu hỏi rất là hay, và chính những cái phản biện này là những cái phản biện mà chúng ta đang trông chờ trong một thời gian qua. Rất tiếc là không biết là có một cái đại biểu Quốc hội nào nhắc tới cái sự việc mà một số người tấn công vào cái quỹ hằng hữu thì quá tuyệt vời các bạn, quá tuyệt vời. Đó là một cái mong mỏi của rất là nhiều người, khi một cái quỹ để dùng giúp đỡ người khác mà bị xúc phạm nghiêm trọng, họ câu view câu like để xúc phạm nghiêm trọng đó, thì chúng ta sẽ nghe một cái lời của đại biểu Quốc hội. Ok. Chiều hôm qua khi trả lời phần chất vấn liên quan đến bộ phim Đất rừng Phương Nam, Bộ trưởng có nói bộ phim này theo đánh giá của hội đồng thì không vi phạm pháp luật về điện ảnh. Còn chuyện dư luận cho rằng có những biểu hiện này, biểu hiện khác, đó là những dư luận chưa thật chuẩn xác, cần phải được xem xét và tính toán để xử lý theo quy định. Nội dung thứ nhất thì tôi không có ý kiến vì đã có quy định pháp luật. Tuy nhiên, về vấn đề thứ hai thì tôi cho rằng là cái đánh giá của Bộ trưởng về dư luận như vậy là chưa thỏa đáng và cần phải nhìn nhận lại. Tôi cho rằng dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái thức của xã hội rất bình thường. Dư luận thì có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng là để đánh cho ai đó chết, mà để góp ý, nêu quan điểm và để làm cho mọi thứ rõ ràng và tốt đẹp hơn. Do đó ta không nên đánh đồng các loại ý kiến dư luận, nhất là những góp ý để bảo vệ tính chân thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ giá trị lịch sử. Trong công tác quản lý, cơ quan nhà nước cần phải lắng nghe, theo dõi dư luận để có những điều chỉnh cần thiết, bởi mọi thứ đều có lý, không có lửa thì làm sao có khói. Tránh... Đó, các bạn thấy là rõ ràng đại biểu Quốc hội đã thay chúng ta nói lên một cái sự thật nào đó, đúng không các bạn? Đúng không? Đâu phải là cái dư luận mà dư luận trái chiều đâu. Dư luận mang tính góp ý là nó khác, dư luận mang tính phỉ báng là nó khác, dư luận mang cái tính mà không có thừa nhận một cái thành quả, một thành tựu thì nó khác. Thì những cái người đó phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, chứ không phải là đánh đồng như vậy. Đánh đồng như vậy sao được các bạn? Đó, đừng có tưởng bở nha. Càng nhắc lại càng thấm, càng nói lại càng hay nha các bạn. Không có lửa làm sao mà có khói. Cái phần tranh luận này thì rất là hay các bạn, rất là hay, và đó là điều chúng ta cũng muốn nghe bên cơ quan chức năng người ta trả lời như thế nào. Thật tình là nó là như vậy, không phải tự dư luận người ta lên tiếng thì mới sửa đổi, chứ không đưa điện không lên tiếng thì làm sao sửa đổi được. Và phải giám định lại cái video clip đó lại. Một số người thì bảo rằng là lên tiếng để đánh chết cái video clip đó, lên tiếng về cái sự việc mà lên tiếng để mà khiêm khích. Thì tôi nói các bạn, 9 người 10 ý. Chính vì cái vấn đề này chúng ta cũng phải làm rõ. Chơi trên cái cương vị là chúng ta tự nói với chúng ta tự nghe đâu có được. Cái phiên chất vấn này cũng rất là hay các bạn, quá hay. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. Ok, tôi phóng lo lớn rồi, các bạn nghe rõ hơn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phát biểu ngày hôm qua. Kính thưa Bộ trưởng, chiều hôm qua khi trả lời phần chất vấn liên quan đến bộ phim Đất rừng Phương Nam, Bộ trưởng có nói bộ phim này theo đánh giá của hội đồng thì không vi phạm pháp luật về điện ảnh. Còn chuyện dư luận cho rằng có những biểu hiện này, biểu hiện khác, đó là những dư luận chưa thật chuẩn xác, cần phải được xem xét và tính toán để xử lý theo quy định. Nội dung thứ nhất thì tôi không có ý kiến vì đã có quy định pháp luật. Tuy nhiên, về vấn đề thứ hai thì tôi cho rằng là cái đánh giá của Bộ trưởng về dư luận như vậy là chưa thỏa đáng và cần phải nhìn nhận lại. Tôi cho rằng dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái thức của xã hội rất bình thường. Dư luận thì có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng là để đánh cho ai đó chết, mà để góp ý, nêu quan điểm và để làm cho mọi thứ rõ ràng và tốt đẹp hơn. Do đó ta không nên đánh đồng các loại ý kiến dư luận, nhất là những góp ý để bảo vệ tính chân thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ giá trị lịch sử. Trong công tác quản lý, cơ quan nhà nước cần phải lắng nghe, theo dõi dư luận để có những điều chỉnh cần thiết, bởi mọi thứ đều có lý, không có lửa thì làm sao có khói. Tránh việc bỏ qua dư luận hoặc coi thường dư luận để mọi việc đi quá xa và thành vấn đề nóng rồi mới có động thái là không ổn.
Bộ phim được Hội đồng Kiểm duyệt ngày 29 tháng 9 thì bảo đúng, nhưng đến ngày 15 tháng 10 thì đề nghị sửa, và sau khi lắng nghe dư luận, tôi cho rằng... Thấy chưa các bạn? Sau khi lắng nghe dư luận thì đã thẩm định lại cái video clip đó. Như vậy là những cái lời dư luận trên mạng đó là tốt hay là xấu? Tôi nghĩ rằng những lời đó cũng rất là góp ý chân thành về cái bộ phim này ý chứ. Ai đó đã bênh vực về cái nội dung bất chấp, nhưng mà anh không sai thì làm sao mà giám định lại cái video mấy clip lại và yêu cầu sửa câu thoại lại, đúng không các bạn? Đó thì một cái đại biểu ở tỉnh Đồng Nai có cái phát biểu rất hay các bạn, đó là anh Trịnh Xuân An, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Trong khi trước đó thì đại biểu Quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã bảo rằng là cái dư luận cần phải xử lý những cái phần dư luận mà bạo hành mạng. Cái việc bạo hành mạng này chúng ta phải hiểu rõ rằng góp ý xây dựng hay là lợi dụng để chỉ trích. Do đó tôi nghĩ rằng là cái bà bán rượu á bà có hiểu gì đâu. Các bạn thấy không? Bà đặt đưa cái nội dung ngày hôm qua lên khè chúng tôi gọi nội dung này sao không được. Mà chút xíu tôi sẽ đưa nội dung này lên để các anh em tham khảo làm YouTube tiếp tôi nha. Các bạn thấy không? Không phải người nào người ta cũng có sự đồng tình. Nếu như điều đó sai. Điều đó sai là người ta sẽ không đồng tình, người ta sẽ phản phé lại thôi. Và đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An đã thay những cái người như chúng tôi làm vấn đề đó. Rõ ràng khi dư luận lên tiếng là không có một cái sai nào đó để góp ý xây dựng, chứ không phải là để chống đối nhau. Chúng tôi cũng làm kênh YouTube, chúng tôi cũng góp ý xây dựng. Tại sao quỹ Hằng Hữu ha là một cái quỹ mà giúp người nghèo mà có hại ai đâu? Tại sao họ lại gấp tâm họ nói xấu quỹ Hằng Hữu? Và công ty Đại Nam cũng vậy. Cái việc làm kinh doanh làm ăn của người ta, người ta thua lỗ hay là người ta lời là có chuyện của người ta. Tại sao YouTuber có cái quyền này mà bảo rằng là sẽ tống người ta vào tù? Như vậy là cái bà bán rượu, bà nói gì tầm bậy, các bạn thấy không? Tôi đã nói rồi, những cái người mà có hiểu biết thì người ta phân tích theo cái lối tích cực, năng lượng tích cực. Còn cái người mà dốt đặt cán mai và không hiểu biết ha, mà cái hiểu biết của mình là cái sai ha. Cái hiểu biết của mình là cái sai, mình gán làm bài đặt dẫn cái nguồn ngày hôm qua về cái sự việc mà bộ trưởng trả lời về đất rừng Phương Nam ngày hôm nay trả lời sao. Trời ơi, bài đặt học có mấy chữ bài đặt vô khoe mẻ, đi Thái Lan, đi Singapore khoe mẻ, người ta đi Hàn Quốc, đi Trung Quốc người ta chưa nổ. Trời ơi, mắc cười quá. Bài đặt còn bảo rằng mình đi ở khách sạn resort ha, 5 sao nữa. Trời nói các bạn đó, sao cái bài phát biểu này nè, sao không trích dẫn nó đi? Tôi nói các bạn lượt về vụ án của chị Hằng Ni, bên phía luật sư Hồ Nguyên Lễ sẽ tận dụng cái nghị định 72 này triệt để cho các bạn xem nè. Các bạn nghe lại nè. Để xử lý đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh. Đó. Tôi quản lý là phải làm rõ được đâu hành vi sai trái để xử lý đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh. Đối với lĩnh vực văn hóa thì ngoài câu chuyện của phim ảnh thì tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn dư luận. Ví dụ như vấn đề rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, rất nhiều hoa hậu có cần thiết cho xã hội hay không. Đó. Và lần này dư luận nói rất nhiều. Đúng. Mà chúng ta cũng chưa có cái việc định hướng để xử lý. Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải lắng nghe dư luận để điều chỉnh cho nó hợp lý. Đây là những vấn đề chính đáng mà dư luận đặt ra và cơ quan quản lý phải quan tâm để có chính sách phù hợp, chứ không phải chăm đi xử lý. Và muốn xử lý thì cũng phải theo quy định. Chứ không phải chúng ta muốn xử lý dư luận thế nào, mà đặc biệt dư luận trên mạng xã hội thì lại càng khó. Nên tôi đề nghị là phải rất rõ nội dung này. Tôi xin chân thành cảm ơn cô ấy. Trước hết là đại biểu có đặt vấn đề về quy trình thẩm định phân loại phim. Thì báo cáo với đại biểu là căn cứ điểm D khoản 2 điều 18 của luật điện ảnh, bộ phim Đất rừng Phương Nam đã được Hội đồng thẩm định phim quốc gia tiến hành thẩm định. Hội đồng khẳng định bộ phim không vi phạm pháp luật về điện ảnh, vì vậy đã được cấp phép để được phổ biến. Chính vì vậy mà Bộ Văn hóa cũng tôn trọng quyết định của Hội đồng. Trong trường hợp nếu phát hiện Hội đồng làm sai và vi phạm pháp luật thì lúc đó mới có các biện pháp để xử lý tiếp theo. Tất nhiên trước vấn đề mà khi bộ phim mới chiếu thử
thì Bộ Văn hóa cũng rất thận trọng trước những yêu cầu có tính chất tranh luận trên nền tảng của mạng xã hội và nhiều ý kiến đóng góp. Bộ trưởng đã yêu cầu hội đồng xem xét, tiếp thu hợp lý những ý kiến mà dư luận phản ánh. Vì... Đó. Không, tiếp thu ý kiến do dư luận phản ứng. Chứ đâu phải mà giống như cái bà tin tặc này mà biết cái chữ bẻ đôi nào mà đặt. Trình độ trung cấp mà nói chuyện với người ta thạc sĩ, tiến sĩ thì sao nói chuyện lại người ta. Bày đặt còn đưa lên trên khè những youtuber nói chuyện sai sự thật, mình lo hơn mình đi. Cái vấn đề mà mình nói đại nam á, trốn thuế nợ thuế là mình sai rồi đó. Theo nghị định 72 là mình sai tê tét rồi đó. Ha. Rồi mình tin đồn thất thiệt là cái vấn đề mà quyền quỹ an hữu thế này thế kia thế nọ, chuẩn bị tinh thần. Cái chiến lược về này sẽ hốt hết những cái hội nhóm chống vào quỹ an hữu, các bạn xem thử xem tôi có sai không nha. Ngày hôm qua hí hửng đồ ha. Thấy đại biểu quốc hội đặt câu hỏi đồ ha, tranh luận đồ, hí hửng đồ, đưa lên trên, chia sẻ trên mạng liền. Ủa còn ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay trả lời thế nào? Có phải là nhờ dư luận lên tiếng như vậy thì kịch bản là cái bối cảnh trên phiên của Việt Nam đã bị thay đổi không? Thay đổi theo đúng thực tế của dư luận lên tiếng không? Người ta bỏ tiền ra, người ta mua phim, người ta xem. Phim có giá trị lịch sử thì xem thêm lịch sử. Phim hài thì xem thêm phim hài. Còn muốn lồng giữa lịch sử và hài rất là khó. Tại vì những cái tình tiết mà phim lịch sử để gây ra tiếng cười cho người ta không phải là chuyện đơn giản, mà theo bản thân tôi cũng rất là dễ các bạn. Rất là dễ. Tại vì chúng ta đã xem được cái phiên bản gốc của cái phim Đất Rừng Phương Nam được chuyển thể rồi thì rất là dễ. Chúng ta chỉ lấy một phần nhỏ cái chi tiết trong phim Đất Rừng Phương Nam để chúng ta nói thôi. Chẳng hạn như trường hợp bác Ba Phi á, có rất nhiều trường hợp để mà chúng ta nói. Chúng ta không cần phải dựa vào cái kịch bản cũ mà chúng ta dựa vào một cái câu chuyện hoàn toàn mới để mà kể được đó, tưởng chứ sao không được. Chẳng hạn như cái câu chuyện mà thằng Bợm Bảy đấy, ê, con của một người phú hộ, không làm cho cách nào cười được hết. Lúc mà ảnh vô nói nếu là tôi làm cười là gả con gái cho tôi, ông nói ừ, ông nói được, ông phú hộ nói được, mày làm cho con tao cười đó, bây giờ con tao đẻ ra không biết cười là gì, mày làm nó cười thì được. Thì anh nói được rồi, tôi cho tôi làm. Thì trong cái lúc đem mấy con heo ra đó, mổ các bạn, chọc tiết heo á, thì thay vì người ta chọc vô cổ thì anh chọc vô lỗ đít. Con heo đó, nó đào đó, nó nhảy tán lạng hết trơn, văng phân ở tùm lum hết trơn, nhỏ đó bật cười. Đó, cái chi tiết đó, nếu dẫn lòng vào cho phim Đất Rừng Phương Nam để làm cũng được, gì kể cũng được, gì có gì đâu. Tôi nói các bạn dễ muốn chết, tại chẳng qua quá trời nghèo nàn về cái kịch bản, tự nhiên kịch bản người ta đưa ra như vậy mà không có tính sáng tạo, lấy của người ta ra xong đã còn thêm mắm dặm muối tầm bậy tầm bạ nữa. Thiên địa hội nghĩa hòa đòn ở đâu ra? Cái tên đó giờ tôi mới nghe ở Việt Nam xuất hiện hai cái hội đó luôn á các bạn, tôi mới nghe luôn á. Đó thì tôi nói các bạn đừng có tưởng bở, tranh luận từ đây tới chiều hay từ chiều tới mai coi chừng lớ quớ cái hỏi bên phía bộ công an coi cái phim đó làm như vậy, sai lịch sử như vậy như thế nào là té ngửa luôn á các bạn ha. Đã cái gì nó không phù hợp với dư luận thì phải sửa thôi. Người ta dư luận người ta góp ý, người ta để cho tốt hơn, phải khen người ta chứ tại sao mà chê, đúng không các bạn? Nè, các bạn nghe nè. Nghệ thuật có thể lấy cảm hứng từ mọi nguồn, nhưng với lịch sử, với văn hóa dân tộc thì phải luôn chân thực, trung thực và không được làm méo mó. Và trách nhiệm của cơ quan quản lý là phải làm rõ được đâu hành vi sai trái để xử lý, đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh. Dư luận đúng đắn phải tôn vinh, còn dư luận sai trái phải xử lý. Lấy một bộ phim ra đây, coi là sai sót thì phải sửa, thậm chí phải cắt bỏ chứ không thể đổi sau khi lắng nghe dư luận. Tôi cho rằng như vậy là chất đó, động thái là không ổn. Bộ phim được Hội đồng Kiểm duyệt ngày 29 tháng 9 thì bảo đúng, nhưng đến ngày 15 tháng 10 thì đề nghị sửa và sau khi lắng nghe dư luận. Tôi cho rằng như vậy là chất lượng kiểm định và trách nhiệm của Cục Điện ảnh là chưa cao. Những nội dung nếu đã coi là sai sót thì phải sửa, thậm chí phải cắt bỏ chứ không thể đổi tên là xong. Nói sửa tên để tránh gây liên tưởng chỉ thuyết phục được một nửa, còn một nửa lại là bản chất của lịch sử phải chân thực. Vì đó là câu chuyện của một dân tộc và là trách nhiệm giáo dục truyền thống không thể xem nhẹ. Bộ phim có thể hay ở góc độ điện ảnh. Nghệ thuật có thể lấy cảm hứng từ mọi nguồn, nhưng với lịch sử, với văn hóa dân tộc thì phải luôn chân thực, trung thực và không được làm méo mó.
và trách nhiệm của cơ quan quản lý là phải làm rõ được đâu hành vi sai trái để xử lý, đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh. Đối với lĩnh vực văn hóa thì ngoài câu chuyện của phim ảnh thì tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn dư luận, ví dụ như vấn đề rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, rất nhiều hoa hậu có cần thiết cho xã hội hay không. Và lần này dư luận nó rất nhiều mà chúng ta cũng chưa có cái việc định hướng để xử lý, thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải lắng nghe dư luận để điều chỉnh. Đây là cái câu hỏi của đại biểu Đồng Nai chứ không phải là cái trả lời chất vấn. Cái trả lời chất vấn là của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, và cái lời chất vấn của đại biểu Đồng Nai này quá hay, quá đúng. Dư luận lên tiếng thì mới sửa, dư luận không lên tiếng thì không sửa. Như vậy người ta nói gì đúng chứ có sai đâu. Các bạn thấy là đã có người thay chúng ta lên tiếng nói ở Quốc hội rồi đó các bạn. Tôi rất là thích cái vị đại biểu Quốc hội này. Còn có cái vụ việc mà bên bộ trưởng trả lời rất là mắc cười, nhưng mà thôi tôi không đưa vào, tôi sợ mất công, tôi bị phạt 7,5 triệu đó mất công. Dư luận người ta lên tiếng nhằm tốt hơn chứ không phải là nhằm cái dở hơn. Các bạn thấy có nhiều người trở thành anh hùng nhưng mà cái sự anh hùng đó người ta không công nhận. Chẳng hạn như chúng ta bảo rằng có cái anh đó là anh cứu một đứa bé rơi từ tầng 5 xuống, chúng ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng trong khi mà chúng ta thấy dư luận đưa cái hình đó lên, mà cái hành động của anh ta từ ở dưới đất anh ta phi lên nóc nhà, rồi anh ta đứng anh ta chờ đợi đứa bé đó rớt từ trên đó xuống mà anh ta phán đoán một cách thần kỳ, thì người ta nói là anh đó là anh hùng. Trong cuộc đời có ai mà dám bỏ con, bỏ mình đang thì chạy ngang chỗ đó cái mình bỏ công ăn việc làm mà đứng đó để mình cứu người không? Và hành động đó hành động rất là chân thực. Từ cái chỗ đó mà anh ta được những người khác quan tâm và được dư luận khen rất là nhiều. Chính vì được dư luận khen rất là nhiều như vậy thì người ta mới công nhận anh đó là một người anh hùng. Chứ còn chúng ta kể chuyện với nhau nghe, chúng ta không có một cái gì đó mà dư luận lên tiếng, thì làm sao người ta biết cái hành động của anh đó là một hành động rất là khó khăn, rất là anh hùng các bạn. Không phải là chuyện đơn giản giống như chúng ta xem phim. Đây là thực tế. Vấn đề đó là về thực tế. Các bạn thấy đại biểu Quốc hội bảo rằng phim có thể là hư cấu nhưng mà lịch sử và văn hóa không thể hư cấu được. Đừng có tưởng mở. Các bạn nên nhớ rằng trong cái Quốc hội này là còn có những người lãnh đạo cấp rất là cao đó các bạn, chứ không phải là cả hai mà màn đối đáp với nhau gì lên vậy không đâu. Thấy không? Một người thì bảo rằng dư luận đúng, một người bảo rằng là dư luận tấn công bạo hành, thì các bạn nghĩ hai cái này như thế nào? Thấy không? Chỉ là một nội dung về đất Cần Phương Nam thôi. Một người thì bảo rằng là nạn bạo hành mạng xã hội, còn một người bảo rằng là dư luận tốt cần phải tôn vinh, thì các bạn nghĩ như thế nào? Xin vui lòng để lại bình luận ở dưới video này. Trong thời gian qua thì em nói các bạn là em không chuẩn xác về cái thời gian phát YouTube, đã bị YouTube dòm ngó và spam kênh. Do đó các bạn cũng thông cảm cho em, trong tuần này em sẽ re-up video clip 12 giờ trưa, sẽ phát lại vào lúc 6 giờ chiều. Các bạn nào xem lại rồi qua hỉ bỏ qua, các bạn nào chưa xem nhớ xem ủng hộ mình, gán cứu cái kênh này, tại vì em không có thời gian để mà lập thêm kênh khác. Em bảo rằng là sẽ phát song song hai kênh, kênh này và cái kênh của Đam Mê Công Nghệ của em đó. Và tôi nói các bạn, sách giáo khoa cũng là một cái đề tài để được tranh luận ở Quốc hội, và cái sự tranh luận này sẽ được phát trực tiếp ha, trực tiếp. Xin chào chị Sò Ngọc Quỳnh đó, thì em sẽ trích dẫn cái đoạn video clip này ở trên tab cộng đồng để xem cái chị bán rượu á, chị nói như thế nào. Những cái người mà dốt đặt tráng mai á, rất muốn làm người tử tế và lịch sự có văn hóa, lên trên mạng chửi người ta mà đĩ này đĩ nọ không à các bạn, mà bảo rằng mình là người có văn hóa. Tôi nói sớm hay là muộn thôi các bạn, sớm hay là muộn. Bây giờ không bị thì khi chị Hằng được tự do rồi cũng bị mà thôi, chị làm sao được. Do đó hai cái đối tượng, thứ nhất là cái bà bán rượu, thứ hai là ông Trần Đình Thu, hai cái người này rất là muốn chị Hằng tội nặng. Còn riêng Hằng Ni thì bà lại muốn tội nhẹ. Nhẹ là nhẹ cân á.
trong cái phiên tòa chất vấn này á, mà còn chất vấn thêm cái sự việc á, những cái đối tượng phản động á, lợi giống như Thái Văn Đường thì xử lý thế nào, còn còn ác nữa, ác chiến nữa. Và đặc biệt ví dụ như nhắc đến những cái tổ chức nước ngoài mà nó về Việt Nam á, nó về Việt Nam mà nó dụ rủ ghê người những cái YouTuber đó để chống đối nhà nước, nó xử lý như thế nào, thì lúc đó là thằng Nguyễn Tiến Dũng nó no rồi ha. Và những người ủng hộ nó, nếu nó ở Mỹ, Trần Đình Thu ở ở Việt Nam anh ơi, Trần Đình Thu ở Việt Nam, nhưng mà tại vì ông này ông không có dám đưa mặt ông lên trên mạng xã hội. Các bạn biết là tại sao người ta không dám đưa mặt lên mạng xã hội không? Tại vì họ sợ khi mà họ nói sai á, người ta biết mặt họ, người ta cười chê họ. Do đó là họ phải giấu mặt. Ông Trần Đình Thu này thường lúc trước còn bị một bài báo gặp bảo rằng là nhà dân chủ cụi nữa. Thôi thì tôi xin kết thúc cái buổi live stream tại đây, kết thúc live stream thấp gì đó, ít thời gian gì đó cho mọi người có thể dễ dàng theo dõi. Thì tôi nói các bạn là bất ngờ khi đại biểu quốc hội lên tiếng về phiên đất cường phương Nam là một cái phản biện rất hay, một chất vấn rất là hay các bạn. Chất vấn có tiền đề, có kết quả, có kết luận đàng hoàng. Tức là sau khi dư luận người ta lên tiếng thì cái nội dung của bộ phim đất cường phương Nam mới thay đổi lời thoại và thay đổi kịch bản một tí xíu. Chứ nếu dư luận không có lên tiếng thì làm sao thay đổi? Trong khi những người khác thì bảo rằng vấn đề này là vấn đề mà bạo hành mạng. Không phải nha các bạn. Suy nghĩ như vậy không đúng nha. Bạo hành mạng là tấn công vô cớ. Một bộ phim xuất sắc, một bộ phim là phải nói là rất đáng chúng ta xem, nhưng mà lại dư luận chê. Thì tôi nói thẳng như thế này nè. Tôi nói thẳng như thế này nè, bạo hành mạng á là giống như thế này là mới đúng nè. Cái cầu ở Đà Nẵng, cái cầu rồng ở Đà Nẵng á, một bên phun nước, một bên phun lửa. Sau khi đưa lên trên mạng thì dư luận bảo rằng cái cầu này xấu quá, cái cầu này ai thiết kế tào lao quá, xấu quá. Hồi đó giờ tôi chưa thấy cái cầu nào mà vừa phun nước vừa phun lửa, tầm bậy tầm bạ không à. Đối biết bao nhiêu người đòi gỡ cái đó ra, đến nỗi mà cơ quan chức năng phải lúng túng. Cái người mà thiết kế và thi công cái cầu đó cảm thấy là lúng túng. Tại vì đó là một ý tưởng táo bạo mà chưa có nước nào dám làm. Ha, dư luận lên tiếng như vậy. Sau đó ăn cái bên mấy cái kiến trúc sư, hội kiến trúc sư thế giới á, người ta bỏ để cái cầu ở Đà Nẵng, cái cầu rồng ở Đà Nẵng vào một trong những cái cầu mà kỳ quan thế giới, là trên thế giới này chưa có cái cầu nào mà phun lửa mà phun nước được giống như cái cầu Việt Nam, và một trong những cái đầu cái một trong 10 cái cầu tuyệt vời nhất thế giới. Thì lúc đó dư luận mới té ngửa. Đó, cái đó mới gọi là bạo hành mạng. Tôi ví dụ các bạn như vậy, cái vấn đề mà chúng ta chưa tiếp thu được một cái nét mới đột phá mà không nước nào dám làm, chỉ có Việt Nam chúng ta làm. Từ cái chỗ đó mà ai đi Đà Nẵng cũng ghé cái cầu đó chụp hết. Trước đó thì chê trách này kia đồ. Hoặc là cái cầu mà có cái bàn tay đưa lên như thế này. Tôi thấy ở cái các nước khác bắt chước Việt Nam làm cái cầu đưa bàn tay lên như thế này nữa các bạn. Các bạn hiểu không? Đó là cái chuyện phá cách. Đó mới là cái dư luận xấu. Đó. Cái đó là tấn công dư luận xấu, cần phải xử lý những người đó. Còn những cái mà người ta lên tiếng nói đúng về sự thật thì chúng ta phải tiếp thu, chúng ta phải hoan nghênh chứ. Đúng chưa? Đó, thì tôi nói các bạn đó. Cái sự việc một số các YouTuber ha, tấn công vô ý vào Quỹ Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam, thì chuẩn bị cái lượt về này. Các bạn chuẩn bị tinh thần. Các bạn đừng có xà lơ ha, xà lơ cắn cuốc. Các bạn trích dẫn cái video clip ngày hôm qua, ngày hôm nay đã có người thay nói tôi nói rồi đó. Đúng không? Trời ơi, trong xã hội này cũng phải có người này người kia chứ, nhưng nó mới muôn màu chứ. Đó, cái bà bán rượu, bà vô đây bà xem thử xem cái hậu qua, bà cười hí hửng. Bà trích dẫn về cái sự việc bạo hành mạng ngày hôm nay. Người ta giải thích ngược lại là cái này là góp ý tốt, không góp ý xấu. Chứ nó không thể nào gọi là bạo hành mạng được. Các bạn nghĩ như thế nào về video clip này? Xin vui lòng để lại bình luận video này các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và tổng chào. Bye bye.